Đối với công việc cắt tường thì phần lớn anh em lựa chọn việc dùng nước để chống bụi. Nhưng nếu như anh em làm ở công trình mà không được sử dụng nước để chống bụi thì làm như thế nào? Giải pháp ở đây đó là sử dụng máy hút bụi. Ở trên bàn của tôi có hai loại máy hút bụi, một loại rẻ 900 nghìn và một loại đắt là 1,8 triệu. Vậy hai cái máy hút bụi này có sự khác biệt gì? Bây giờ tôi sẽ so sánh cho anh em biết nhé. Đầu tiên là về ngoại hình thì hai con máy có cái ngoại hình gần như giống nhau, chỉ khác nhau mỗi cái là thế đứng thôi. Con máy rẻ có công suất là 1.050W, còn con máy đắt nó có công suất là 1.400W. Không biết là hai con máy này ghi công suất thực hay là công suất ảo, nhưng khi thực tế sử dụng thì con máy loại đắt này nó sẽ khỏe hơn con máy loại rẻ rất là nhiều. Vỏ của loại đắt thì nó sẽ chắc chắn hơn rất là nhiều so với vỏ của loại nhựa. Và cái chiết áp của cái loại đắt này nó cũng có thêm một cái nắp bảo vệ để chống bụi cho nó đỡ hỏng chiết áp. Còn loại rẻ thì không có đâu anh em nhé. Loại đắt nó có dây dài 6m đi kèm, còn loại rẻ thì nó chỉ có dây 3,1m thôi. Còn túi đựng bụi thì cả hai con đều có túi đựng bụi giống nhau, gần như là giống nhau. Chất lượng thì tôi cũng chưa biết là loại nào tốt hơn. Nhà sản xuất chỉ cho con máy loại rẻ này một cái dây hút bụi nó chỉ dài 3,1m. Bởi vì là cái máy này nếu như anh em muốn sử dụng cái loại dây 6m thì nó sẽ không đủ công suất để mà hút bụi, và cái bụi của anh em khi cắt tường nó sẽ vẫn cứ bị bắn ra một chút. Loại đắt thì nó có một cái đầu để chống cát sỏi cho túi hút bụi bằng nhựa. Còn loại rẻ thì nó có một cái thanh lò xo như kiểu như này để chống bụi cho túi, cho nó đỡ bị rách. Anh em lưu ý là khi lắp cả hai loại máy này thì anh em cần phải lắp cái chống cát sỏi vào trước, sau đó anh em mới lắp cái túi bụi lồng vào bên trong của cái này thì nó bảo vệ túi đựng bụi sẽ tốt hơn rất là nhiều. Sự khác biệt lớn nhất của hai con máy này đó chính là cấu tạo của buồng hút bụi. Bây giờ tôi sẽ cho anh em xem nhé. Buồng hút bụi của cái máy loại đắt nó sẽ được cấu tạo rất là đặc biệt. Nó có một cái vòng thép xung quanh để bảo vệ cái vỏ anh em nhé. Anh em thấy không? Cánh quạt của nó thì làm cánh quạt bằng nhựa thôi. Và nó có thêm một cái phần nhựa ở đây. Cái phần nhựa này để đảm bảo rằng khi anh em hút phải sỏi hoặc là viên đá lớn nó sẽ không đập trực tiếp vào cánh quạt, cho nên là nó bảo vệ cánh quạt rất là tốt. Và đây nữa, cái nắp này nó cũng có thêm một cái phần để chống cát và sỏi bắn vào đây nữa anh em nhé. Anh em thấy không? Khi lắp vào như thế này thì cát và sỏi bụi nó sẽ vẫn phải đi vào đường này và đập vào thành, xong bắt đầu mới xuống được cánh hút bụi, cho nên là cái cơ chế bảo vệ cánh của nó rất là tốt. Loại rẻ nó sẽ mỏng manh hơn, nó sẽ không có cái cơ chế để chống sỏi và cát ở đây. Nó vẫn có một cái nắp để chống sỏi cát bắn trực tiếp, nhưng nó không được ổn như cái loại đắt. Và bên trong thành của cái này không có cái lớp thép để bảo vệ. Không biết là trong các anh em đang xem video ở đây có anh em nào đã sử dụng cả hai loại máy này chưa? Xin cho tôi ý kiến của anh em ở phần bình luận phía bên dưới nhé. Video của chúng tôi đã kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.